Thưa quý vị và các bạn, trong nhận thức của nhiều người lao động khi tham gia chế độ bảo hiểm thất nghiệp, họ chỉ quan tâm đến tiền trợ cấp thất nghiệp mà quên mất rằng mình còn có quyền được giới thiệu việc làm và học nghề miễn phí. Trong khi đây mới được xem là giá trị cốt lõi của chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Đây là lớp học sửa chữa xe máy dành cho các lao động đang trong thời gian thất nghiệp. Với anh Nguyễn Quang Tuấn, việc tham gia khóa đào tạo này được xem là rất bổ ích, giúp anh có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, tái hòa nhập với thị trường lao động hiệu quả. Tôi học nghề xe máy này được hỗ trợ theo chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 4 tháng. Hiện nay tôi học được 2 tháng. Và khi mà hoàn thành khóa học thì chúng tôi sẽ được giới thiệu ra ngoài làm ở những xưởng và trung tâm. Học của chúng tôi là 4 tháng. Thế thì nói chung là cái này nó là cái chính sách của nhà nước để giúp cho những người này lao động như là trong thời gian mất việc này thì cũng có thể là thứ nhất là thay đổi việc làm, thay đổi nghề nghiệp, hoặc là có những em thì là học để biết để về sửa xe nhà mình. Kể từ khi chế độ bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo luật việc làm từ đầu năm 2015, người lao động khi thất nghiệp sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng học nghề so với mức 300.000 đồng trước đó. Bên cạnh nhiều hình thức hỗ trợ khác như trợ cấp thất nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Được học tại trung tâm giới thiệu việc làm thì mình đã biết được thêm nhiều về nghề mà mình học, đó là công nghệ thông tin. Qua đó thì giúp mình sau này đi xin việc ở những công ty khác. Cái gọi là những cái hỗ trợ của bên về phần trợ cấp thất nghiệp và đào tạo nghề thì là mang lại cho mình rất nhiều cái thuận lợi trong công việc, như là trong thời gian mình hiện tại mình đang đi tìm việc ấy, thì là mình cũng đang đăng ký thêm về khóa học đi học văn phòng, thì hỗ trợ cho mình là trước đây là một nhân viên sale, thì bây giờ mình cũng rất cần về tin học văn phòng để mình làm báo cáo các thứ. Thì là khi mình đến trung tâm trợ cấp thất nghiệp như thế này thì họ dạy mình từ những cái căn bản nhất về Word, Excel. Đặc biệt khi chuyển chế độ bảo hiểm thất nghiệp sang luật việc làm, người lao động sẽ có thêm nhiều quyền lợi mới. Cụ thể, lao động có hợp đồng đủ 3 tháng trở lên là có thể tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, trong khi điều kiện trước đây là trên 1 năm. Người sử dụng lao động dù chỉ sử dụng 1 lao động trở lên cũng thuộc đối tượng tham gia chính sách này, trong khi trước đây quy định doanh nghiệp phải có 10 lao động trở lên mới thuộc đối tượng tham gia. Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội đã thiết lập một cái quy trình chuẩn cho đội ngũ cán bộ tư vấn giới thiệu việc làm của Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội. Thông qua quy trình này thì chúng tôi đã xây dựng cái mạng lưới các cái đơn vị tuyển dụng, tức là các công ty ấy, và những đơn vị trung tâm đào tạo nghề, trường đào tạo nghề. Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện luật bảo hiểm thất nghiệp, số người được tư vấn giới thiệu việc làm chiếm gần 90% và hỗ trợ học nghề tăng nhanh. Năm 2015 là trên 24.000 người, tăng 23% so với năm 2014 và tăng 130% so với năm 2013. Thực tế cho thấy bảo hiểm thất nghiệp đã trở thành phao cứu sinh giúp cho rất nhiều lao động thất nghiệp có cơ hội được học nghề, trau dồi thêm các kỹ năng để sẵn sàng tìm kiếm một công việc mới, từ đó góp phần bảo đảm hệ thống an sinh xã hội. Thế nhưng về Krang Gò những ngày này, hình ảnh những người bà, người mẹ đi vòng quanh khối đất sét như một kiểu bàn xoay để làm ra những vật dụng truyền thống đã dần vắng bóng.